đang phân size 57 này, đang phân size 57. Đang phân size 57 này, mình làm ngày nay với ngày mai nữa là ok xong. Mình còn dư ra một ngày. Đây, hàng chất lượng không được. Này là mà phân size xong rồi, bắt đầu đổ vô hộp đây ha. 57. Đó. Phân size xong đổ vô hộp. Đó, lửa này, trên bàn kia là lửa này. Lửa xong rồi nè. Hàng cũng được, coi cũng được lắm. Ha. Rồi lửa bên này nữa nè. Rồi qua đây đổ vô hộp này. Đổ vô hộp đây, chất lại đây. Xong rồi có cái cô KCS này kiểm rất đẹp gái. Mặt đây, mặt che hết rồi. Quay không thấy mặt. Đó, ngồi kiểm trường hợp này. Nhưng mà cũng có sai sót nha. Mờ mắt, kiểm hồi mờ mắt nó cũng có sai, cũng có sót. Đó, kiểm đây. Kiểm xong rồi mới qua bên này cân. À, cân rồi dán đây rồi đài kìa. Đó, cái anh áo đen đó đứng đài hàng rồi. Mình còn ngày mai nữa là xong. À, kịp tiến độ nha, kịp tiến độ sau khi đã lùi lại rồi đó.